Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì clip hôm nay lại tiếp tục chuyên mục solo squad thôi. Trong thời gian này mình vẫn đang đợi cái bản update 0.17 ấy, nghe nói là có map mới để trải nghiệm. Trong cái thời gian chờ đợi thì vẫn ra những clip solo squad cho mọi người. Đây, một tên vừa đáp này. Bạn đáp đi đâu? Bên này nữa. Trời ơi, vừa đáp mà có M4 thì quá là ngon luôn. Đây rồi, lại còn leo lên. Bạn leo lên đi đâu? Hai team khác nhau này. Bên trái một tên. Từ từ anh ơi, thấy đạn. Đây rồi. Thanh niên nhìn mình đắm đuối này. Ui, không gạt được. Vâng, có lẽ là ba team rồi đấy. Ông đầu mình nốc là ông Trung Quốc, ông thứ hai là ông Việt Nam, còn ông thứ ba là ông cờ này là cờ kiểu cờ Bangladesh hay thì phải. Mình công qua cái team này trước đi. Ô. Đậu xanh trong kho một tên kìa. Canh me mình luôn chứ. Ôi, cứu đấy. Cứu làm cái gì bạn ơi, nóc hai rồi này, chắc là bạn nó ngay chỗ nhà kho luôn. Ui, kê kìa. Nhử hàng thôi. Nào. Vẫn nóc này. Đây, 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 tên cuối đấy rồi. Ôi, đủ. Ủa, tiếp khác à? Vãi cả trưởng. Đông thế. Bò làm cái gì bạn? Cố quá hay quá cố thôi. Rồi, từ từ, vào đây hồi máu đã. Mẹ đồng thế, chỗ này phải 4 team rồi. Ui. Bò đi đâu? Cứ phải gạt hết đã. Tầm này mà không gạt là dễ bị KS lắm. Đấy, úi xời. Kìa kìa. Thầy đơn Bangladesh vừa cầm shotgun thục chết ông Trung Quốc kìa. Bên này cũng có luôn. Vâng, xem ra là cực kỳ đông đây, không đùa đâu. À con bot. Rồi. Trận này sẽ cầm VSS đi nhở. Map này map sương mù ấy. Mình cầm VSS, mình làm ninja trận này luôn. Được đấy. Gạt con bot này lấy ít xem có máu có nước không rồi công qua. Đấy, có mũ hai mới luôn. Con bot này tiếc rằng là không có một cái máu nào. Đấy, mình cứ công dần dần qua đi. Vừa công vừa loot thêm đồ vậy. Đấy, DB kìa. Thanh niên cầm DB dã à dã dã con bot. Rồi. Bom lửa này. Mình trèo đây mình loot ít đồ đã. Tìm xem có máu nào không. À đây có medkit rồi, ngon. Đây, công lên luôn này. Chỗ kho có hai tên này. À đồ, trong này có một tên. Ui, nốc. Thanh niên nhìn này, nốc tiếp này. Bạn bò đi đâu? Đâu rồi? Sao lại vứt đồ? Ủa đồng đội đâu rồi? Mình nhớ là vẫn đang còn cơ, vẫn đang còn cái ông Bangladesh với lại đồng đội của cái team Trung Quốc này nữa. Vẫn đang đông lắm, không đùa được. Ấy, đây này. Ủa nó vòng qua bên này rồi, vãi trưởng. Ủa núp làm cái gì bạn ơi? Lộ người này. Ủa đây như con bot đấy nhở? Phải. Đang còn một team bên kia nữa. Ở đây có một con xe luôn. Ôi, trong nhà này có luôn này. Trời ơi. Vâng, mình đi đổi xe thôi, mình lại gặp người luôn. Đây này. Thanh niên tầng 2 ngó mình này. Đây nữa, tầng 2 cái nhà máy xanh này có một nữa. Và bình nước đã. Bình thường đi tìm người không thấy ai, vào đây đổi xe gặp người luôn. Nó lại hợp lý vậy là chờ ra. Ăn bom lửa đi bạn. Đẩy luôn. Quăng nết à. Đầy đúng không? Clear luôn, thanh niên đang bị dính lửa. Khổ vãi. Trời ơi, vậy là có hai ông trong khu này thôi. Không biết đang làm gì đây. À đây rồi, một tên chạy ra rồi này. Đây 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 đây, cơ hội mình đây rồi. Thanh niên khí đột long khom. Ôi, không nốc kìa. Rồi, nốc này, ok. Bây giờ mình sẽ đợi cho đồng đội của tên này ra cứu. Sau đó mình sẽ gọi là mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó mình nhẫn giải. Mình sẽ gọi là cứ đợi đợi cho cái ông mà vừa bị nốc ấy cứu được xong phát mình lại nốc tiếp. Cứ xong rồi lại lại được cứu xong rồi lại nốc tiếp. Cứ kiểu kiểu cứ cứ như vậy. Thấy nhiều người hay chôn của vậy rất là hay nhá. Đây là xe máy thôi.
Chắc là bạn ông này vẫn đang còn lút trong khu cảng này hay sao ấy. Tôi phải đột bò đâu ấy nhở. Rồi kệ đi. Quan trọng là xem cái đồng đội ông này chạy đâu. Xem mày có chạy ra cứu không. Mình cứ đứng đây mình đợi thôi. Tầm này mà cầm VSS bắn thì không ai nghe được luôn. Đây rồi. Chỗ ba kho chạy ra này, sờ mốc này. Lại còn sờ mốc nữa thì ai chơi các bạn ơi. Rồi, mình phải lấy góc nào thoáng một chút. Đây này. Phải không không được để cho ông này gọi là phát hiện ra được vị cái vị trí của mình ấy. Ok. Để cứ bình tĩnh. Nên nó còn sở bốc nó kiếu. Thông minh thế nhở, là mình không nhìn thấy cái gì. À, mình mới vòng qua đây. Cầm vẽ thì các bạn phải giữ cái khoảng cách nó xa xa một chút, lại gần một chút nha, nếu mà kiểu mà bắn mà không nghe tiếng súng thì mấy ông này vẫn nhìn được cái ký hiệu trên minimap ấy. Trời ơi, chỗ này mà có một cái bụi cây thì đẹp nhờ. Đây rồi. Đây sao gốc cây này. Ủa sao nó lại núp hay thế nhờ. Nó biết vị trí mình rồi hay sao ấy nhờ. Không phải chứ. Ôi, ngó mình này. Ui, ông này tỉnh thế. Mẹ không được rồi, bị lộ vị trí mất rồi. Đang tính chôn mà không được này. Còn tên khỉ đột nó ở đâu rồi? Nó được cứu mất rồi anh em à. Trời ơi, tên này nó nằm là cũng hơi nhọc đây. Không nhìn ra được. Ôi. Ui nó cứu luôn rồi à. Vãi trưởng. Thôi mình phải kết liễu nhanh. Ui nó cùng ốp bom. Không chôn được hai ông này. Hai ông này khôn lắm. Đây này. Rồi cả liền luôn. Đậu xanh. Tính chôn mà không được. Thanh niên được áo đỏ kia thông minh đấy. Rồi đứng đây. Team này cần dịp lại ăn thứ cho xem. Đấy mình biết ngay mà. Đây rồi, từ từ mình sẽ đợi mấy tên này ăn thính ấy, mình sẽ knock. Ôi không ăn à. Mẹ trời ơi, khó thế nhở. Nó lại không ăn thính anh em à. Bắn luôn vậy. Một đầu này. Ôi, tính công lên đó. Ui dồi, yếu cực kỳ luôn kìa. Máu phụt kìa. Ôi. Ui. Ui thêm 3-4 viên nữa vẫn không knock ai kìa. Ấy một tên vừa bị tén nóc rồi sao ấy. Ôi tên nào đây. Ủa. Ui ông thần này đang đang còn AFK hay sao ấy. À, chắc là bạn của cái team màu đi xe đấy. Mình công lên cái chỗ tia chỗ team đi xe này trước đi. Nãy hình như là có một ông bị nóc hay sao ấy. Đây rồi. Làm cái gì đây. Ôi. Rồi clear luôn. Ơ vậy là cái team à cái tên mà chỗ hòm thính đằng kia vẫn vẫn chưa hiện kill anh em ơi. Mình chỉ hiện kill có mỗi hai ông này thôi. Đấy, có ba đạn xịn này. Rồi. Mình lại cái chỗ hòm thính mình gạt cái tên đang còn lút thính ấy. Ông này kiểu chắc là vừa mở hòm thính bị lag. Và hôm nay mình ôi có sờ mốc này. Đây này, đang bị lag này. Mình cũng thỉnh thoảng hay đi lút thính xong rồi bị đơ máy, mình cũng gặp trường hợp này khá là nhiều rồi đấy. Đây, nằm ngay sau hòn đá luôn. Vâng, chắc là đồng đội của cái ông vừa rồi đây. Úi rồi, vẫn nóc à. Căng thế nhờ, không được rồi. Góc này xấu quá. Đứng đây không hồi máu được. Gạt thằng này lên này trước luôn. Rồi, chắc là mình chạy lại cái chỗ bụi cây cái chỗ cái xe lúc nãy bằng này mình phun nước đã tính sau. Cứ sợ mấy ông này nằm à. Rồi ok. Sợ thế nhờ. Hai mấy ông này kiểu nằm rải rác rồi mấy ông này kiểu không kiểu đứng yên rồi cái kế là mình không thể nào mình chôn được anh em à. Khó thế. Chắc là mình phải đợi cho còn team cuối. Còn team cuối thì may sao mình mới chôn được, dễ hơn. Nhóm này tỉnh lắm. Mình có xem một số những cái clip của kênh nước ngoài ấy, họ hay chôn kiểu vậy, cầm nỏ thần với lại cầm vé đấy, đứng xa xong rồi bắn nóc rồi để đến đồng đội lại cứu ấy, vừa được cứu xong rồi lại bắn nóc cái ông mà vừa được cứu ấy, cứ lặp đi lặp lại như vậy rất là hài nhá.
nhưng mà trận này mình vẫn chưa thực hiện được, đang muốn thực hiện mà khó vãi. Đa số là mấy ông này cũng rất là tỉnh. Không biết là đồng đội của cái ông mà vừa bị gạt chỗ hòn đá ở đâu ấy nhở. Đây chỗ này có con Buggin này. Mấy ông này toàn đi. À đây đây đây. Mấy ông này cứ toàn tách nhau đi thôi. Khó tìm thật. Lại nằm này. Ôi chết luôn rồi. Trời ơi. Mình tưởng là vẫn là còn một cơ. Kể như mà còn một ông nữa thì lại hay. Đốc xong ông đấy xong rồi mình cứ để đấy. Mình lại tìm góc khác mình núp. Mình lại chôn được đấy. Tiếc thật. Thôi. Vẫn đang còn bốn ông nữa. Mình lấy giáp ba đã. Ủa, ốp này. Tầm này thì ốp cái gì nữa. Còn bốn đâu. Khéo là bốn ông một team này. Rồi mình phải lấy một cái góc nào đó bên cạnh cái hòm thính này đi, để xem có ai lại ăn ăn cái thính này không. Hy vọng rằng là chỗ này chẳng có ai. Đấy, đứng đấy tạm đi. Đậu xanh chỗ mình lại phải bo chứ. Dỗi thế nhờ, đứng đây canh thính thì đẹp nhưng mà lại ngoài bo rồi anh em à. Tìm góc nào trong bo đã. Đây. Lấy luôn cái gốc cây này. Đấy. Ôi, trong nhà có luôn này. Bắn ai ấy, hình như là còn hai team. Đây rồi. Một tên này đang còn ngắm nghía ai đây bạn ơi. Rồi nóc này. Thôi mình gạt con tên này trước đi. Cự ly này hơi xa, mình không thể nào mình chôn được. Gạt trước đã. Đấy, bạn đó kìa. Ôi, định ra quang sờ mốc á. Này thì sờ mốc này. Họ đứng ấy làm gì đấy. Giết luôn tên này đi. Rồi cái chết luôn này. Vậy là còn team 2 thôi. Ok, vậy là còn team 2 mình sẽ chôn được. Nãy ông kia ông ấy cầm snip. Đây 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 mình thấy rồi. Một tên đang chạy xuống này. À, đồng đội đâu ấy nhờ. Trời ơi, đốc này. Ui, có xe kìa. Ui, ăn hạ ba bên VSS rồi. Đậu xanh nó chạy mất rồi. Anh ơi, một đầu nữa kìa. Một tên nữa thôi. Trời ơi, cái này mà đốc được thì hay này. Ui, không được rồi, nó chạy vào nhà mất rồi. Dội tê nhờ. Mẹ còn lấy nốc được thì lại đẹp rồi. Không được rồi, mình phải công công xe vào nhà. Ô. Ôi vãi cả trường, vậy là trong nhà vẫn đang còn một tên lẻ nữa. Ô, vậy là còn một tên cuối nữa. Trời ơi. Đang muốn để dành một team cuối còn lại để chôn mà cuối cùng lại còn một đúng một tên lẻ như này thì chôn cái gì nữa. Vâng, hơi đen anh em ạ, trận này tính cả VTS để thực hiện cái kiểu màn chôn chôn như vậy mà cuối cùng không chôn được rồi. Dỗi thế, bây giờ như nào ta? Tên còn lại đang trong khu nhà rồi. Nhà này ngoài bo. Từ từ. Mình phải check vị trí ông này xong đó mình sẽ giả vờ mình chạy đi trong này vào bo chứ không ông này cứ đứng bên ngoài rồi ông này chết bo mất. Khu nhà này ngoài bo mất rồi này. Đây này, bên trái mình này, nghe rồi. Ok. Đấy, bạn vào bo đi, thoải mái luôn, bo này là của bạn nhá. Không thì bây giờ mình cầm vé này mình rỉa máu cái ông cuối đi. Mình cứ rỉa cho yếu máu xong rồi cho mới hồi máu, đấy. Mình cày đam cũng được, được đấy, trận này mình sẽ cày đam đi. Đây, đứng đây, đấy, góc này trong bo, đứng đây canh bo thì đẹp luôn. Đâu nhỉ? Đây rồi, chạy ra này. Đấy, thanh niên này kiểu gì cũng chạy vào chỗ trước mặt mình sau đó nằm xuống cho xem. Từ từ, mình không thể để cho ông này nhìn thấy mình được. Ông này mà nhìn thấy mình là ông ấy sẽ né ngay. Ô, vẫn còn xe bắc kia à? Ôi. Ô. Ha ha ha.